Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến quý khán giả một mẫu thạch anh hồng được mài đánh bóng vẫn được lên đế làm bằng chất liệu đá cẩm thạch quý vị nhé, đã được gắn keo này đi liền rất chắc chắn. Anh hồng này thì thông đèn cực tốt, quý vị nhìn thấy này, độ thông đèn của đá rất là tốt luôn, độ thông đèn của đá cực kỳ tốt luôn, quý vị nhìn thấy quan sát độ thông đèn cực kỳ tốt, được mài từ đá thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Viên này nó có chiều cao của đá từ đỉnh này xuống dưới mặt này là 19 cm, điểm ngang điểm rộng nhất điểm này là 6,5 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 1,8 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 350.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái, nếu phát hiện không đúng tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Quý vị có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại 0354 099 099. Để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Nếu khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều đó là quý vị dù chuyển khoản trước hay thu hộ thì trước khi nhận hàng thì kiểm tra hàng xem có vấn đề gì trước khi nhận hàng. Quý vị luôn luôn kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi, xem hàng gửi có đúng hay không, hàng có bị vỡ bị gãy trong quá trình vận chuyển hay không, thì quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.